Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm YouTube nha. Thì mình thì cũng không, kênh của mình thì cũng không có gì nổi bật lắm. Nhưng mình làm thì mình chỉ các bạn làm vì đam mê thôi. Thì có nhiều bạn mình thấy làm không có nội dung, thì các bạn làm chủ yếu vì tiền, thì mình thấy kênh có thể phát triển tốt, nhưng mà nó không có mang lại giá trị. Nên nhiều kênh mình thấy có nhiều bạn đăng lên và không ai xem. Ngay cả mình đăng thì cũng không ai xem nha các bạn. Đây là kênh của mình. Thì số lượt người xem rất ít nha các bạn, không có cao. Người xem ít lắm. Mà mình còn bị lấy nội dung nữa các bạn. Đây, nội dung mà các bạn lấy của mình đăng lại nè, nhiều lắm. Mà còn chẳng được đề xuất nữa, lên rất là cao. Còn trong khi video của mình thì lại không ai. Video của mình thì lại rất là hấp nha các bạn. Đây có 82 người xem mà trong khi lấy video của mình đang làm lại thì ăn đề xuất rất là lớn luôn. Nói chung là mình cũng có cách để làm tăng đề xuất nữa, nhưng mà mình không làm, tại vì mình không. Nói chung là mình có hai vấn đề. Thứ nhất là mình cũng đã thử, mình thử có đề xuất luôn, mình cũng bị dính hai gậy bản quyền, dính hai gậy trên ba gậy, 2/3 rồi nha các bạn. Nếu mà kênh mình mà ăn thêm gậy nữa là sẽ bị xóa kênh á. Do mình lấy video của bên nước ngoài mình đăng lại và họ xóa video của mình, và mình bị gãy bản quyền. Còn ở đây các bạn lấy của mình thì cũng tự nhiên nha các bạn. Ở đây mình cũng không làm khó các bạn, mình cũng không đòi các bạn gì đâu. Tại vì mình làm video thì mình không có nghĩ tới cái tiền bạc lắm. Mình làm chủ yếu là mình làm cho vui thôi. Kênh mình kiếm tiền cũng ít, nói chung là cũng đã bật được kiếm tiền rồi. Mà kênh mình hàng tháng thì các bạn xem thu nhập mình thấp lắm, cả tháng rồi. Đây, thu nhập của mình 0.01 đô, 0.9 đô, 0.04 đô. Thì đổi ra tiền Việt thì có mấy trăm đồng à. Cái này là cả tháng mình làm nha, 0.95 đô thì đâu đó khoảng 22.000 à, có 22.000 tiền Việt Nam à, chỉ bằng 2 ly cà phê nha các bạn. Ly 10.000 mới đủ nha, ly mà trên 10.000 là chịu. Nói chung mình làm video mình cũng không có tiền, nên mình không có. Những video mình thì chủ yếu về hướng dẫn thôi, hướng dẫn các bạn làm BOC thôi. Và một phần nữa là mình về giới thiệu nhóc của mình. Thì con mình thì mình chỉ làm vlog cho con mình thôi, còn
game thì mình chỉ có hướng dẫn trên một số review một số game thôi, chứ cũng không có nhiều lắm. Hai game nói chung mình cũng không có, kênh của mình thì cũng không có nội dung gì sáng tạo lắm, nói chung cũng những cái nội dung cũ của các bạn người PC thì mình cũng đã thấy nhiều bạn làm tốt hơn mình. Thì kênh được đề xuất cao hơn của mình thì kênh rất hấp nha các bạn. Thì cái này mình chỉ giới thiệu sơ về kênh mình thôi, còn nội dung chính hôm nay là chỉ các bạn làm video. Thì kênh chính á, các bạn tạo ra một cái Gmail thì các bạn có thể đã đăng ký được YouTube rồi, trừ những cái Gmail của sinh viên nha các bạn. Gmail sinh viên là không đăng ký được, không có YouTube nha các bạn. Còn các bạn tạo Gmail bình thường thì các bạn đủ điều kiện để tạo ra một cái kênh YouTube rồi, thì các bạn chỉ vào để tự tạo, các bạn đăng video lên thôi, rồi các bạn thực hiện các bước đăng video như hướng dẫn của YouTube thì các bạn sẽ đăng được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để làm nội dung, làm sao để xem được nội dung. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn, đó là các bạn cài cho mình cái phần mềm mình sẽ mở một nội dung bất kỳ nha. Thì ở đây mình cần các bạn cài cho mình một cái phần mềm là WithIV. Phần mềm này chủ yếu sẽ là sale cho các bạn, tính điểm sale. Đây, WithIV. Bây giờ mình sẽ vô một kênh mình sẽ xem điểm sale nha, chỉ các bạn xem. Đây mình mở một kênh của Thu Trang, kênh của diễn viên Thu Trang nha các bạn. Đây là thống kê điểm sale của kênh. Thì kênh này được là 2.6 triệu người đăng ký. Thì cái phần mềm này thì các bạn có nhiều bạn biết rồi, ở đây mình hướng dẫn cho các bạn chưa biết thôi. Thì điểm sale đây là 93.8 trên 100 là được đề xuất rất là cao nha các bạn. Đây là điểm sale mà phần mềm WithIV phân tích cho mình. Thì ở đây có nhiều thông số khác nữa, điểm sale. Đây là kênh liên kết, thì 1/19 kênh liên kết. Cái này bản quyền của Thu Trang. Thì ở đây mình sẽ có tab video, thẻ video, ở đây cũng liệt kê tất cả các tab video mà diễn viên Thu Trang đã nhập vào. Ở đây là thẻ kênh của Thu Trang. Thì những cái thẻ này khi các bạn gõ cái tên này ra thì video sẽ xuất hiện. Thì cái điểm số 1 này là hứa hẹn của từ khóa nha các bạn. Nếu các bạn bỏ nhiều từ khóa mà đứng hạng nhất vô
mà có tên trong danh sách, trong cái tên tiêu đề thì các bạn được đề xuất rất là cao nha. Các bạn thấy không? Kênh rất đề xuất rất là cao, 98 96 điểm luôn. Kênh sau kênh là tới 96 điểm. Video là 93 điểm. Thì ở đây có rất nhiều từ khóa đứng xếp hạng trong top 1 nha các bạn. Đứng xếp hạng trong top 1 thì video này sẽ được đề xuất lên top 1. Đây là cách mà các bạn để nhận được đề xuất nha các bạn. Các bạn phải tạo thẻ tab. Trong thẻ tab này chứa từ khóa đứng xếp hạng, và trong tiêu đề các bạn phải chứa từ khóa, và trong giới thiệu nội dung thì các bạn cũng phải viết và có từ khóa trong giới thiệu nội dung, thì các bạn sẽ được đề xuất rất là cao nha các bạn. Các bạn nhớ điều đó. Thì tại sao mình biết cái đó? Bây giờ mình sẽ qua về kênh của mình. Mình sẽ coi video của mình. Video mình thì mình làm đề xuất nó thấp lắm, nó không quá cao. Ví dụ mình mở này lên, đây từ khóa của mình, từ khóa của mình chỉ có hai từ khóa là được tìm nhiều nhất thôi, còn toàn bộ từ khóa mình là không được xếp hạng nha các bạn. Mình chỉ nhập từ khóa để các bạn dễ tìm thôi, nhưng những từ khóa này không được xếp hạng, nên kênh video của mình rất là hấp, 36.9 trên 100 thôi điểm sale, nên của mình rất ít xuất hiện trên đề xuất. Đoạn văn thì chỉ 14.7 thôi, đề xuất rất hấp nha các bạn. Thì cách mình học ở đâu? Các bạn vào Edumail nha các bạn. Vào trang Edumail. Các bạn đăng nhập bằng tài khoản của các bạn đã tạo ở Edumail nha các bạn. Các bạn trong chỗ này mình sẽ có nhiều khóa học mình mua, thì ở đây cũng có những khóa học miễn phí nha các bạn. Thì trên đây có một số mình đã mua là tuyệt đỉnh SEO YouTube lên top 1, top Google và YouTube bền vững. Thì trong nội dung, trong những cái này có hướng dẫn cho các bạn tất cả các cách để các bạn SEO được nội dung lên top. Thì những cái nội dung thì hồi nãy mình đã hướng dẫn tất cả các bạn rồi, mình đã coi toàn bộ các chương trình và mình đã giới thiệu các bạn cách để SEO lên top 1.
thì các bạn cứ làm theo. Bây giờ mình sẽ mở thử một bài cho các bạn xem. Cho những video này là có bản quyền từ Edumail nên mình không thể nào mà lấy mình đăng lên lại cho các bạn nha. Thì mình sẽ mở thử cái bài chiến lược SEO. Thì mình cho video này là những cái video bản quyền, mình không được phép chiếu quá dài. Thì mình chỉ lấy một đoạn, mình giới thiệu những khóa học để các bạn đăng ký như các bạn muốn. Còn như hồi nãy mình cũng đã tóm gọn toàn bộ những khóa học tại và mình cũng đã nói trong video rồi. Nói chung SEO lên cấp 1 thì mình như nãy mình đã nói ở trong phần trước của video rồi. Thì các bạn coi và các bạn để ý, các bạn làm theo thì sẽ lên lượt top. Còn mình, còn các bạn muốn học thì mình sẽ học, thì mình chỉ cho các bạn vào trang edumail.vn. Các bạn tìm những cái khóa học về YouTube, họ sẽ có những khóa học về YouTube. Các bạn mua những khóa học này, các bạn học và các bạn làm. Mình cũng học từ trên đây và mình cũng làm. Thì mình do mình làm những không có cái chủ đề nào tốt, chỉ những chủ đề quay trên màn hình rồi giới thiệu các bạn cách học, cách học BC, kinh nghiệm về BC thôi, nên đề xuất của mình không có cao. Còn các bạn có những ý tưởng tốt, có những cách tốt thì các bạn sẽ được đề xuất cao. Cái này mình chỉ thì mình chỉ nhiệt tình với các bạn rồi. Các bạn coi được, các bạn thấy được gì thì các bạn đăng ký, các bạn học. Trên đây một khóa rất là rẻ nha các bạn, không có mắc. Ví dụ mình gọi từ YouTube, đây là hai khóa mình đã học. Thì các khóa bí kíp kiếm tiền trên YouTube là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Các bạn tạo tài khoản vô, các bạn có thể học miễn phí khóa học này trên Edumail. Thì ở trang chủ của Edumail mình sẽ gõ từ khóa YouTube
Đây, các bạn xem, cái tiền trên YouTube dễ dàng, chỉ 249.000 một khóa học. Làm tin tức nước ngoài, kiếm tiền trên YouTube. Nghệ thuật, thiết kế hình ảnh quảng cáo online. Cái này các bạn học về marketing. Khóa học làm hoạt hình kiếm tiền với YouTube. Thì các bạn có rất nhiều cái để cho các bạn lựa chọn trên Edumail để các bạn làm YouTube. Thì mình, các bạn hãy đăng ký và các bạn học, các bạn làm nó bài bản hơn. Còn mình thấy các bạn đi rip video, rip video thì kiếm tiền nhiều hơn so với sáng tạo, nhưng nó mất ý nghĩa lắm các bạn. Các bạn làm vậy nó không có ý nghĩa để hướng dẫn, nó chỉ mang tính chất cá nhân thôi các bạn. Các bạn muốn kiếm tiền, còn cái này các bạn làm theo yêu thích của mình thì các bạn nên đăng ký những khóa học online trên về làm YouTube, thì các bạn sẽ làm được, làm YouTube nó bài bản hơn. Video mình đến đây xin kết thúc. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh của mình, và các bạn cần mình hướng dẫn gì trong cái khả năng của mình thì các bạn cứ bình luận, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và subscribe cho mình nha.